mấy vé Lan ơi, còn mấy vé Huệ ơi, còn ba vé bà con ơi, ba vé chót là ba vé ít rủi nhiều may bà con ơi, ủng hộ liền tay bà con ơi. Kính thưa bà con cô bác, họ hàng gần xa đến đây với gánh lô tô hay nhất, đẹp nhất và tàm nhất từ trước đến nay. Chỉ có đôi ba phút nữa thôi, quý vị sẽ được thưởng thức qua giọng ca lô tô quanh vàng của cô bán chè nổi tiếng khắp Bình Dương mà ở Bình Phước và Bình Thạnh chưa ai biết đến. Và quý vị thân mến, quý vị đang cầm trên tay lá cờ lô tô của đoàn lô tô cô Ú. Và quý vị đối chiếu giùm em, ba con là thiếu, bốn con là đủ, năm con là dư, số nào lu mờ đổi giùm Lan giùm Huệ giùm em. Em xin chân thành cảm ơn. Và bây giờ ai có giấy trên tay hướng mắt về ánh sáng và bắt đầu dò số. Anh dở nắp lô ra đi, xem ở trong còn gì. Em cú bán chè mời anh về ghé quán chè em, tới đây với không gian chè và những đồ ăn rất là ngon. Quán chè của em đây, bán chè tên Doraemon ăn rất là ngon. Mai này xin mời anh về Bình Dương ghé thăm uống nè, rồi mau đi tới quán Doraemon. Ghé đây ăn chè, mời các bạn chú anh dì cô vô đây ghé ăn chén chè, rồi ra về nhớ uống nhiều nha. Là con 53, 50 con ba rồi cờ ra con mấy, con số gì đây, số gì đây, số gì đây. Đêm cô đơn anh nhớ ăn chè hạt sen, chè hạt sen ba má em ăn xong đều khen. Khi thấy buồn thì mình chơi lô tô, rồi kêu xích lô ra bên Bạch Đằng. Em đứng ngắm chị Hằng, em ngắm chị Hằng, rồi đêm về mình em luôn nhớ anh. Em nhớ anh em bớt lanh cho người thương. Tình đôi mình từ đây không cách ngăn, em sẽ đánh răng hung má anh đến ngàn sao. Là con 36, con 36 rồi cờ ra con mấy, con mấy gì ra, mấy gì ra, mấy gì ra. Ai kêu chè, ai kêu chè có em, chè hạt sen đậu xanh nước dừa ngon. Bà ba bánh lọt có thêm chè đậu trắng cũng ngon, chè chuối thơm ngon bỏ thêm đậu phộng hấp dẫn. Ai ăn nhiều em thương, ai ăn hỏng nhiều em ghét nha hôn. Là con 14, con 14 rồi cờ ra con mấy, con mấy gì đây, mấy gì ra, mấy gì ra. Anh ơi ăn chè cố giùm em đi, anh thương ăn giùm em chén chè đậu đen nè. Chuối chân thơm lừng với chè khoai môn, củ năng nước dừa bánh lọt sương sa, và cá viên chiên là con số 1 nguyên. Số 1 nguyên rồi cờ ra con mấy, con ba gì đây, ba gì đây, ba gì đây. Người tình ơi có tiền sẽ hơn không đúng tiền vậy. Ngày xưa lúc hàng gì anh là hot boy nhưng nghèo, anh quá nghèo. Mà giờ đây đời anh may mắn đã gặp máy bay, máy bay giàu sang, mang kiếp phi công bay cao nhớ nhung gì em, nhớ em làm gì. Ước mong sang giàu ngày mai thuyền anh xa bến, để em đau buồn em về bán chè bà ba. Là con 33, cờ ra con mấy, con số gì đây, số gì đây, số gì đây. Anh đừng đứng kế bên em, anh liếc em hoài mà sao anh không nói. Đời em chỉ có anh thôi, em ráng ăn thiệt nhiều để có sức thúc đợi anh. Em sẽ thương anh nhiều nhưng em mập anh đừng chê bai. Là con 52, con 52 rồi cờ ra con mấy, con số gì ra, số gì ra, số gì ra. Cuộc đời em như nước trôi qua cầu, trôi hoài tìm ai, trôi mãi xong trôi về đây. Nào ngờ gặp anh kêu chịu đi, anh hốt em liền. Đời anh sung sướng rước dâu mập như con gấu, bà sẽ là dâu hiền ngoan, sẽ yêu anh trọn kiếp trên đời này. Là con 27, con 27 rồi cờ ra con mấy, con số gì đây, số gì đây, số gì đây. Em là cô Ú Bình Dương có duyên đậm thắm, em đẹp em xinh cũng như bao người, em vẫn hay tươi cười. Em là con gái em thích anh trai ở bên kia đường nhà em, sao mà đẹp quá trời ơi, cái anh trai này ở đâu về đây đắc thính với đời em nè. Sao anh đẹp trai quá trời à, người gì mà đâu con làm chứ sao em thấy tình yêu dâng trào. Thôi thì ngày mai em sẽ qua rủ người cùng nhau mình đi chùa đêm trăng rằm. Là con 15,
Con 15 rồi cờ ra con mấy, con số gì ra số gì ra số gì đây? Tiếng đàn điều buồn khiến lòng càng buồn và người không vui. Người vui em sẽ vui theo, nếu không là em buồn chết mất. Giây phút biệt ly, có người vừa bước ra đi, có người nằm đây, có người ngồi kia, đông quá trời. Ngày mà anh sang tàu, người tình anh quá giàu. Ngồi ăn chè nắm mau nhưng mà lòng em cứ mãi lao đao. Người yêu hỡi em đã hết tiền xài, là con 12. Con 12 rồi cờ ra con mấy, con số gì ra số gì ra số gì ra. Trần làng anh hỡi, khó mong kiếp này ta gặp nhau. Khó mong ta gặp nhau. Đời em là bóng, em thương chàng mà chàng còn bóng hơn em. Chỉ em sao nỡ hại nhau, đỡ treo cho thằng này. Thiệt là tội nghiệp, đành phải chia tay thôi người ơi. Chia tay thôi người ơi. Đời em cay đắng, nước mắt em rớt bên bờ sông. Tiếp cho đời em, tại sao người nói yêu hoài yêu chí em thôi. Người ta nói lắm mà tin làm chi. Thế nhưng anh gạt em, anh theo trai rồi bỏ một mình em nơi đây, là con số 7. Con số 7 rồi cờ ra con mấy gì ra số gì đây số gì ra. Thôi thôi chàng ơi, thôi thôi chàng ơi, gái đôi nhị cầu, rớt luôn cái khăn em đôi đầu. Chớ em luôn chàng ơi, chàng theo banh theo bon, chơi banh không chơi dây bóng, tan nát con tim em. Người đời chê bai, bước theo anh là em chấp nhận làm vợ hai, là con 82. 80 con 2 cờ cờ ra con mấy, con số gì đây số gì đây số gì đây. Khi mình muốn chia tay thì chia tài sản đi anh, năm đứa con mình em nuôi hết, em sẽ đi bàn chè một mình em. Người anh cứ đi theo người khác mà vui đi anh. Những đứa con sẽ muôn đời hận đã đi. Lúc anh khổ mà anh còn chơi thuốc nổ, em tưởng anh giàu sang, em ngỡ như anh có tiền. Em nhào vô em đẻ liền, giờ mới biết là em sai. Má con em sẽ không cần anh đâu, anh cứ đi đi dưới dưới người tình xinh xinh, là con 69. 60 con 9 rồi cờ ra con mấy gì ra mấy gì ra mấy gì đây. Trai làng em đẹp lắm mà giờ không mê bánh bèo, toàn là yêu trai hết rồi. Ghê quá, khi sinh ra trên đời này nào ai biết con trai bên ngoài, nhưng hồn là con gái người ơi. Em khổ lắm người ơi, khi vâng em là gái, cuộc đời em vui cũng nhiều mà đời em đau cũng nhiều. Thương thân em khi cuộc đời còn nhiều ngang trái, bao năm đã qua rồi kiếp đàn bà thăng sát đàn ông là con số không. Bao quánh cho mẹ bạn trai mong, lô tô đâu có số không, con quỷ đi. Kêu tiếp đi người ơi, rồi cờ ra con mấy, con số gì ra số gì ra số gì ra. Ôi cha cha cha, nhớ cánh chim em bay về nơi tổ ấm. Hạnh phúc quá, em nhớ anh em không hề muốn đợi chờ. Đợi lâu quá hả? Mình về cùng nhau nắm tay hẹn hò cùng nhau giấc mơ thiên đường. Giờ đây em có anh ngủ chung một giường, coi như sắp luôn cái giường. Em đã có anh ta về đây hạnh phúc, đôi trái tim chung nhịp sống ngàn đời. Cuộc tình mà ta đã yêu dâng trao, dù là ngày qua vắng như hôm nào, cuộc tình như nắng cao trên trời phương Nam, là con 28. Con 28 rồi cờ ra con mấy, con số gì đây số gì ra số gì ra. Ngậm ngùi giờ đưa tiếng anh lên đường, em gái đừng buồn, mai anh xa rồi có em quê nhà lòng vẫn chờ mong. Em vẫn chờ mong, lấy trào bờ mi nghẹn ngào nhìn anh lòng em đau nhói. Nhớ anh người ơi, nhớ anh người ơi, nhớ quá đi ơi chàng ơi. Em nhớ lắm anh ơi. Biệt ly đến rồi mình ngồi bút tô chè em nấu trước khi đi xa, ngày mai sẽ về đoàn viên. Nhắc ai đừng quên uống lúc đã đi xa, thật xa là con 73.
còn 73 rồi cờ ra còn mấy gì đây mà sao chưa thấy ai tin. Có gánh lô tô được mang tên cô, gánh lô tô toàn dân tê hiếm vớt lên. Và đây cô nàng tên cổ là Tài Lanh, cổ suốt ngày lanh canh ác đắm mới hoài à. Còn chị em đây là những người kêu lô tô, chuyên nghiệp đàng hoàng và rất đàng hoàng đó nha. Gánh của ú đây toàn dân gạo cội, toàn người nổi tiếng. Có Hồ Thị Hà, có Lương Sơn Bá, có bà má Bình Dương. Ghê chưa. Hai mặt chị em kính chúc bà con làm ăn phát tài, năm nay sẽ luôn sang giàu hơn nhiều năm qua. Tối tối qua đây ghé ủng hộ lô tô uống mừng, ai hên số kiếp kinh hoài để xứng như tiên là con số một nguyên. Số một nguyên rồi cờ ra con mây, còn mấy cờ ra con mây, cờ ra con số gì đây. Ú đây bán trái cây ở cầu kiều, còn ảnh mặc toàn là đồ hiệu mà sao ảnh lại của em. Ảnh nói em là con ú đẹp nhất hành tinh, làm em sung sướng vô cùng. Em tưởng rằng mình đã gặp duyên lớn, nhưng nào ngờ ánh trinh của em cái mất. Anh bỏ đi luôn, còn em thì hết tiền xài, là con 52. 50 con 2 rồi cười ra con mấy, còn mấy gì đây, mấy gì đây, số gì ra. Má em bà Tài Lanh lắm, bà nói em rằng gái lớn lên phải đi sửa mũi bơm mông đụng cà tắm trắng bóc toàn thân cho con trai nó mê và cho uống bóng nhà quê. Đúng, để em mau được kiếm chồng cho lẹ, em thoát ế là má em bà thích lắm nghe hồn. Đó là con số 4. Số 4 giữa ra rồi cờ ra con mấy, con số gì đây, số gì đây, con số gì ra. Em đây á thận nghèo mà sao em cứ thích mấy chàng đại gia. Vì em luôn mơ cuộc sống giàu sang hơn người ta, tối đi quán ba hút mấy anh trai đẹp về nhà. Nhưng ước mơ kia đã trở nên vô vọng. Sao vậy? Vì em quá nghèo nên đâu ai dám chung mong. Hãy buồn quá đi. Nhưng em đây vẫn ao ước giàu sang, mơ cuộc sống như một bà quan. Trèo cao ngồi chiếc té đào à nha. Thôi được rồi, chuyến này chế sẽ đi buôn từ nơi biên giới. Chế dắt con trai dùng đi về xuôi chê ba. Xeo lớp trai, xeo lớp 70%, xeo lớp. Khi chế đã thích thì chế luôn làm được những điều mình thích. Trời đất Phật ơi, ngó xuống mà coi cái bà u mập bà điên. Bà mà không tiền bà dám bán hết cả miền Tây. Là con 47. 40 con 7 rồi cờ ra con số gì đây ra. Lớn lên khi là thằng con gái, em ước mơ có một chàng trai dễ thương hiền khô trắng trẻo. Khi thấy anh trái tim của em nó đập tùm lum bùm bùm bùm. Đợi chờ rồi cũng thấy anh, thấy anh cùng dắt nhau đi chơi lô tô, ôi thiệt là vui, thiệt là vui. Em ngại ngùng rồi em nắm lấy tay anh, hỏi thăm anh có người yêu hay chưa. Anh nói khi sinh ra anh cũng là con gái, anh chỉ yêu những chàng đẹp trai. Ước mơ mai sau anh cũng là người đẹp, cho mọi người được thấy anh thật là đẹp xinh. Rồi coi như ước mơ đời em giờ đây đã tan thành mây. Anh thiệt là đẹp trai nhưng mà không phải là trai. Em mong ước mơ của đời anh được là chính anh, nói đẹp biết bao. Là con số 6. Con số 6 rồi cờ ra con mấy, con số gì đây, số gì đây, số gì ra. Em muốn là người yêu của anh mà khó khăn quá khi anh đang là hot boy. Em ước gì em là bạn thân của anh thôi, để nghe tiếng anh nói anh
từ lâu. Cho đến ngày mộng mơ kia đã tan, anh đã cùng bánh bèo sang ngang. Em khóc cho đời mình hoang mang, khóc em khóc nhớ thương anh ngày nào ta từng trốn nhà rủ nhau đi thục bia là còn 53. Năm 53 rồi cơ ra con mấy gì ra số gì đây số gì ra. Nếu mấy anh con trai trong xóm tôi không ai yêu cầu mà cũng không ai rủ quán tôi, mấy thằng đó khôn thấy ghét tôi cũng không cho ai lấy tôi. Ngô chơi đồ hàng chỉ bán cho mình đến tôi, tự kỷ tôi nuôi gà nuôi vịt nuôi heo nuôi chó nuôi mèo mỗi thứ hai ba con. Mai này có già cũng đỡ tuổi, có đang thú cưng con mấy con thú ở chung với mình cũng vui. Gâu gâu mèo mèo hỏi lấy chồng nhiều khi có vậy mà sướng, sướng đâu mà sướng. Tôi hầu hạ khỏi gây gỗ tối ngủ yên thân, mai chiều về già không có chồng buồn lắm chị ơi, tôi ngủ lạnh lùng mà không thấy có ai hôn. Vậy là bây giờ chị phải đi kiếm chồng, mà giờ thằng chồng chị đang ở nơi mơ, ai biết kiếm đâu ra được cho tấm chồng. Giờ chờ hơn xui hay là ra miếu chơi trò đốt nhang xinh xăm là còn 55. Con số 55 rồi cờ ra con mấy cờ ra số gì đây mấy cờ ra. Bon bon sô-cô-la bánh tay sữa hộp gà cà lem cây là con số mấy. Chiều qua em đi ra phố mua về cho bố trà sữa trân châu, trân châu rừng đèn thơm ngon. Chiều nay em đi câu cá đem về cho má hai trái dưa leo, má thích dưa leo đậu nha. Ôm kì con cua đậu, ôm kì con trai đậu, ôm kì con đi tào lao. Vì điên quá nên nó chưa có chồng, đừng la lớn má em má rầy là con 97. 90 con 7 rồi cơ ra con mấy, con số gì đa số gì đa số gì. Trần làng anh hơi khó mong kiếp này ta gặp nhau. Bài này ca rồi dễ ơi. Đời em là ú, em ú ú mà chàng còn ú hơn em. Hai đứa nó mập như hơ. Ú em và ú chàng, mình cưới nhau trong chuồng voi đi anh. Sở thú Thỏ Cầm Viên rất hân hạnh tài trợ đám cưới này. Trần làng anh hơi khó mong kiếp này ta gặp nhau, kiếp sao không gặp luôn. Ngày xưa em đi làm mông, em nuôi mẹ già và em nuôi cả cái thân anh. Làm mông và nuôi tùm lum. Thế sao giờ đây anh đi theo con bộ, hai đứa mình cancel chia tay là con 22. 20 con 2 rồi cơ ra con mấy gì đây mấy gì đây số gì ra. Trái tim này nhớ thương người, mất anh rồi mắt em buồn lệ rơi. Ngày xưa anh nói anh thương mình em, thôi anh nhớ không? Nhớ không anh nhớ không? Ngày đó anh nghèo thân anh ốm teo, hỏi thăm mượn tiền góp em hoài anh nhớ không? Anh ơi ngày xưa có nhớ không anh? Nhưng anh giờ bên người cao sang, nơi đây em một mình lạc. Em đi lang thang, em không ăn cơm mà chỉ ăn bánh su su. Em ăn kiêng nên em giờ uống nu như là ăn trúng ngải heo. Giờ em uống nu như là cái lù. Rồi tới lúc đám cưới anh em sẽ đi nhưng không tặng quà. Còn nếu anh nói em keo thì em sẽ cho anh ăn chổi già. Nhớ lúc trước anh hay mắc nợ tiền em, nhưng mà lúc đó anh dễ thương. Còn bây giờ nhìn anh em thiệt là ghét ghét ghét. Cái đồ bạc tình lang khó ưa. Không có ai ưa. Thôi đành hè nhờ kiếp lai sinh là con 39. Con 39 rồi cờ ra con mấy cờ ra mấy gì đây mấy cờ ra. Biết anh đã là của người ta, giáng kia đóng thuyền anh đóng nghe âm đi âm bông sông. Sáng mai em đi ra chợ tìm gặp vợ anh rồi em kể chuyện hai đứa mình. Trời ơi, như năm xưa có nhau anh làm cái chuyện tào lao. Trái tim em rất đau
bây giờ anh tính làm sao? Anh gạt em anh đi lấy vợ. Phải rồi. Mà tại sao ngày đêm em luôn ngóng chờ như một con khờ? Em tức anh lắm nghe anh, anh là cái đồ sở khanh. Anh đá em như trái banh mà em còn mời anh uống trà chanh. Tôi bữa nay lên phơi em chọt em quậy. Em quậy cho vợ anh đập anh xuống giường không có chỗ nằm. Là con 15. Con 15 rồi cơ ra con mây. Con số gì đây, số gì đây, số gì ra. Ai đi ngang ghé thăm gian hàng em. Mình chơi lô tô rồi sau đó mình chơi cặp bồ. Nhóm lô tô của em toàn là gái em. Có đứa đẹp gái, nhưng cũng có đứa nhiều hiệu nai. Gái đẹp dễ thương hát họ cũng hay. Mà sao ấy hoài, ê đêm ấy ngày. Dành cả tuổi thanh xuân, tụi em đi tìm tình yêu. Chẳng lẽ ấy hoài sao ta là con 23. Con 23 rồi cơ ra con mây. Con số gì ra, số gì đây, số gì ra. Ngày mà em có bầu thì anh bỏ đi từ lâu. Em hoang mang đậm sâu, đứng khóc cô đơn bên cầu. Má, em thường nói em nên lo làm ăn đừng nên mê trai. Con trai, nó hay giọng nó chỉ cần nắm tay thôi sẽ mang bầu. Vì không nghe lời má nên đời em mang xót xa. Ôm cái bầu tâm sự còn gì đời con gái xinh tươi là con 20. Con 20 rồi cờ ra con mây. Con mây gì ra mây. Sao anh lại dám cầm tay em? Em về em mét má em chắc chắn anh bị đòn. Em đi nhà quê chẳng có ai mà thật lòng thương em đâu. Chỉ có anh là muốn lừa tình, nhìn em biết ngay thôi mà. Lừa chi tình em gái quê thật thà. Nhưng em thấy anh không đè bồng, em cũng muốn muốn đi theo chồng. Nè anh suy nghĩ kỹ chưa, trước về không là lạ nha. Em làm dâu nếu má chồng em khó em dẹp ba luôn. Đừng trách em ngang tàn vì con gái năm nay khác năm xưa nhiều. Em tuyên bố cái lưng em dài, em không rửa chén với không lau nhà. Sáng không làm tối cũng không làm, đừng có nói em lười. Anh là trai phải biết làm việc giúp vợ thế thôi. Rửa chén hay lau nhà đàn ông phải hy sinh giúp cho vợ mình. Là con 59. 50 con chín rồi cờ ra con mấy. Con mấy cờ ra số gì đây, số gì ra. Em không mê đẹp trai nếu anh không tiền và không có xe. Em sẽ cho về liền, em lấy đại gia ngu gì em lấy anh. Đời con gái như hoa chỉ nở thư có một lần. Đừng là một nàng mê trai để rồi đớn đau. Là con gái kiêu kỳ mình phải thật la li. Không có cho anh nào rờ đùi nắm tay nếu nó nghèo xác sờ. Nhớ nghe lời chị hai đừng có mê trai. Là con 32. Con 32 đưa cờ ra con mây. Con số gì đây, số gì đây, số gì ra. Em không mơ sang giàu nhưng lấy anh quá nghèo thì đời em sẽ tèo. Nên lo làm ăn chớ đi chơi la cà. Đừng bao giờ nghe lời bọn sâu ăn. Xong rồi chơi bời hư câu mương. Tiền góp quýnh đời bao lâu sáng. Đi nhậu còn tối đá banh. Cá độ làm chi thiếu nợ tùm lum. Nếu anh thương em thì hãy kiếm cho ra việc làm. Là trai mình nên đừng ham ăn chơi. Thương yêu vợ nhà hầu ly cắn xa. Nghe anh ơi, anh nên kết thân với chị em lô tô. Lô tô hát hay dễ thương. Chỉ nhịp chồng nhau thôi còn bao chuyện cho qua hơn. Hãy thấy có trai là tụi em bất chấp tình thâm. Chỉ nên yên tâm đó là con số 5. Con số 5 rồi cờ ra con mấy. Con mấy cờ ra mấy. Cờ ra con số gì đây. Em cô gái đẹp xinh mà sao không có ai tin. Nhìn em đâu có bị quê mà sao không có người mê. Chắc hồi trước kia có thằng quý già nó cưới theo tôi. Nó đem cái xuôi phong lâm mở hàng. Tôi ế truyền miệng bao năm. Mình đừng về cõi xưa bắt nó mở hàng lại cho hết xuôi đi cực.
giờ có về chốn xưa thì thằng cha già cũng đã chết từ lâu. Mau kiếm ai mở hàng lại cho thoát ế giùm tôi đi, biết chế mấy cha là con 13. Con 13 rồi cờ ra con mấy, con mấy gì ra số gì đây số gì ra. Thôi đi ông, thôi đi ông, cứ theo tôi hoài, hỏi thăm tôi hoài vậy cha. Chắc đang định mò muốn dê ai trong làng ta. Giờ tôi gánh rau đi chợ đường xa, tránh ra cho tôi còn đi mau mau. Cô ơi nhờ cô dừng cai, không bao giờ tôi giúp đâu nha. Chỉ hỏi thăm đường đi thôi, cớ sao mà em chán chua. Mẹ tôi dặn gặp trai mà hỏi tào lao đích danh dễ sợm. Chỉ hỏi đường thôi mắc gì dê. Nào ai tin mấy ông bây giờ, nếu hỏi đường tôi chỉ giùm cho đường đi vô khám chi qua hay muốn ăn chỗ trà. Là con 43 rồi cờ ra con mấy, con số gì tiếp theo số gì đây số gì ra. Lương Sơn Bá hết thương anh đài, Lương Sơn Bá chỉ mê chân dài. Tối không về để em để chờ em tức em đi ăn cà lem. Phen này em làm đơn từ luôn, không yêu đồ chết mê chân dài. Tức quá đi thôi mấy con chân dài, ngày đêm rủ bá đi chơi đến khuya thừa về. Khi em thích em muốn chia tay liền, không gian nhiếu để đau đớn phiền. Nếu anh mà không nuôi con mình em sẽ thưa mấy anh công an. Anh ngày xưa nghèo xác nghèo sợ, không ai nhìn ngó như bây giờ. Mới mấy năm nay bá dư tiền mò lên Facebook lăng la kiếm mấy em chân dài thò. Lên sớm bá ơi khi không còn tiền tiêu gái có thêm không. Nếu đã không việc sống chung thêm thiền mà Lương Sơn Bá ngày mai chúng ta đã tòa. Tôi tuyên bố Lương Sơn Bá bây giờ không có tiền không có nhà lo. Đời là vậy thôi anh bá vừa chia tay chúc anh đài. Là con 42 chuyện tình Lương Sơn Bá đến đây là hết rồi. Thằng ông nội tên Lương Sơn Bá giờ chỉ mê mấy em chân dài. Bà chúc anh đài lanh quá bà chuyển qua bà đi đấu hài. Lương Sơn Bá chúc anh đài ngậm ngùi chia tay. Lô tô miền Tây, ai ơi về đây mà nghe tình quê hương đang ngất ngây. Lô tô miền Tây, ai ơi về đây mà nghe tình quê hương đang ngất ngây. Quê tôi miền Tây, lô tô người ơi, lô tô miền Tây ai ơi mau mau về đây chơi lô tô miền Tây. Lặng lặng mà nghe tôi kêu con cờ ra con mấy, con số gì đây số gì đây con số gì ra. Chế ơi chế theo em về quê đi chế, mình về ruộng đồng sông nước miền Tây. Có bên lức gò đen thủ thừa, mình uống nước vừa rồi mình đi Long An. Chế nhớ ghé qua đây chơi lô tô kinh hoài, tôi về muốn sai vui nào hơn đêm nay. Là con 62, con 62 là số xe Long An đó rồi. Con số gì đây số gì đây con số gì đã. Chị hai đi lấy chồng, còn em cô đơn khóc bên dòng sông, khóc bên dòng sông. Tiền Giang nhớ ai, thương người đã xa thật nhớ rồi. Chiều qua cánh đồng, ai thương ai nhớ ai bên Gò Công, nhớ ai bên Gò Công. Tiền Giang mi to, cho em về mai này lại xa. Là con 63, con 63 là số xe Tiền Giang đó rồi. Con số gì đây số gì đây con số gì đã. Thương lắm xứ dừa, thương cô ba tên là Bến Tre. Cô ba Bến Tre dòng trơm mó cài, hàm luôn rách miếu Ba Tri. Anh nhớ thương người ta, sao anh không về ghé thăm quê nhà. Có hàng dừa cao ruộng xanh tươi tốt. Con 71, con 71 là số xe của Bến Tre. Rồi cờ ra con mấy, con mấy gì đây mấy gì đây mấy gì đã. Ai yêu quê hương nhớ ghé qua thăm người miền Tây yêu dấu. Cha dính quê tôi tiếng chào nghe dễ thương tâu na ở bọn Người dân Khmer có điều muốn làm thôn ngất ngay tâm hồn. Là con 84, 80 con tư là số xe tỉnh trà dính đó. Rồi con số gì đã, số gì đã, con số gì đây. Người ơi hãy đến thăm miền quê tôi Vĩnh Long. Vĩnh Long luôn chờ mong.
đất chính con rồng, thuyền ghe khắp sông, có ai đang về xin mời ghé thăm. Quê mình bao la thuyền ghe khắp chốn, là con sao 14. 60 con tư là số xe Vĩnh Long mình đó. Rồi ra tiếp số gì đây, con số gì đây, con số gì ra. Có hoa đồng thắm xin người nhớ về nhà mừng. Nhớ về nhà mừng. Xa đẹp tân hồng chờ anh cao lanh tam nông. Nhớ người ơi. Cô gái tháp 10 yêu thương người mong một ngày sau, là con 60 sao. 60 con 6 là số xe tỉnh Đồng Tháp 3. Rồi con gì nó ra, con gì sắp ra, con gì ra, con gì đây. Có ai đi về miền Hậu Giang thương nhớ, Cần Thơ, Sóc Trăng hay Bạc Liêu, dù ở đâu cũng nhớ về chốn đây. Bến Ninh Kiều thương em nhiều. Hậu Giang ơi, tôi thương người Sóc Trăng. Bao lần ghé thăm là con 95. 90 con năm là số xe Hậu Giang tôi đó. Rồi con số gì đây, số gì đây, con số gì ra. An Giang có Long Xuyên mặn mà, ai đi Châu Đốc nhớ ghé qua với bà. Về tỉnh Biên nhớ thương em Hà Tiên. Chiều trên đồng ruộng xanh áo ba ba em dịu hiền. Thốt Nốt ơi nhắn ai đôi câu, người em chờ mới Tân Châu, có thương xin đợi chờ. Nếu có về yêu thương đất miền Tây, sẽ thương nhiều người quê tôi nơi đây. Là con 67. 60 con 7 là số xe miền An Giang đó. Rồi ra tiếp con gì đây, số gì đây, con số gì ra. Đến Kiên Giang coi người ta lớn biển, ăn cá tôm đồng về rạch giá là nọ nề. Ra biển rồi mê là đảo Phú Quốc rạng ngời, ai tới cũng buông lời Kiên Giang mình đẹp nhất phương Nam. Là con 68. 60 con 8 là số xe tỉnh Kiên Giang đó. Kiều tích con gì đi, số gì đây, số gì ra. Ai đi miền Tây sao không về đây thăm lại Cà Mau. Năm căn đầm dơi khoe rừng u minh trầm reo trong gió, nơi miền Tây đất quê hương, nơi người dân sống yêu thương, dù có đi nơi nào cũng cần quê hương. Sau đầm thăm tình là con 69. 60 con 9 là số xe của tỉnh Cà Mau đó nha. Có gánh lô tô nơi miền Tây tôi đó, bao người đang hát họ chơi lô tô thiệt là vui. Lô tô người ơi, lô tô miền Tây ai chưa chơi mau về đây. Cùng chơi lô tô số xe miền Tây. Lô tô miền Tây. Ai ơi về đây mà nghe tình quê hương đang ngất ngây. Lô tô số xe miền Tây. Cái quê mùa chắc em sắp đi vô chùa, vì em ế quá ế chẳng ai đến đây thèm rước em về dinh. Mặt mà em đẹp xinh thế nhưng ai đâu có ngờ, tình chợt ế bao nhiêu năm nay em bị người nói em không mê trai. Mê trai chứ sao không mê, nhưng mà tại vì tia em ổng thì hơi khó, ổng là em hoài, gái lớn lên lấy chồng nơi khác chớ mê trai làng. Nếu anh nào mà thương em thì tía mở cuộc thi, tía bắt kêu lô tô, nếu kêu không được thì về cho lẹ, còn mà thắng lô tô thì tía gả em luôn. Mà hồi đó giờ đâu ai thắng được tía em đâu chứ, tía em ổng là thánh kêu lô tô xứ này mà. Bởi vậy em ế hoà dù có rất nhiều người muốn cưới em, mà dễ gì ai kêu số hơn tía em. Tía kêu lô tô bá đạo nhất trong cái vùng này. Cuộc đời em có tía giỏi quá em của em ấy sân ấy nhẹ, vì tía em ổng làm trùm. Nhưng bây giờ thì ba em đã hết làm trùm. Hú hồn. Và anh quyết rồi, năm nay anh sẽ cưới em. Cưới đi. Anh sang đây giao hẹn thách đấu với ba em nè. Wow, ôi trời đất, nếu vậy thì vui mừng quá. Mà hỏi thiệt nè, nhắm có thắng nổi ba em không? Hên xui. Anh đùa tía hoài từ mấy năm nay, nhưng năm nay đã khác nên anh quyết tâm anh phục thù. Ủa,
anh có thù với tía em hả? Đâu có, làm gì có chuyện đó. Cái anh muốn nói là chuyện này nè. Chuyện gì? Ngày hôm qua anh đang ra sông câu cá. Có dính cá không? Thì một bà cô đang ở bên Hoa Kỳ. Rồi sao nữa? Ghé qua thăm gia đình họ hàng. Có quà Mỹ không? Rồi đột nhiên cô kêu anh cổ nói. Nói cái gì? Mày giờ đây sao chưa có gấu? Gấu là gì vậy? Tìm vợ đi cho có con dâu trong nhà. Cô nói đúng á. Chứ để không người ta thiên hạ lại đồn. Đồn sao nhở? Nói còn đây là BD ở miền quê. Trời, rồi anh trả lời cô anh sao? Thì anh cũng nói, dạ thưa cô hai, con cũng có người yêu đàng hoàng, dễ thương, nhỏ nhắn, điên điên ba ba vậy á. Nhưng có điều tụi con không thể lấy nhau. Ủa, gì kỳ vậy? Tụi bay yêu nhau, rồi lấy nhau, chứ mắc mớ gì mà không thể lấy nhau được. Đúng không nè? Dạ thưa cô hai, cái câu chuyện nó hơi khó ở chỗ này nè. Khó làm sao? Lúc đang lớn dần con cũng có người yêu, tưởng đâu kết thành mối tình tơ hồng. Chúng con tính câu duyên nợ mà ngặt người cha, dường như là không thích người họ hẹn con mình. Sinh lễ mang qua cưới xin, không cần biết ai là ai. Ông hỏi biết chơi lô tô không, đặt tiền số kêu dò nhanh. Gì kỳ vậy? Nếu thắng lô tô sẽ cho cưới vợ, còn mà bị thua, đầu tiên là thua mất tiền còn bị ổng cười. Nếu cô kêu xấu ra, cô mà thắng ổng thì sao? Thì ổng gả con cho con được vợ sung sướng chứ sao? Nè, hãy bước ra lấy xe đi lẹ, tìm gặp thằng cha rồi mau nói là cô nhận lời. Thách đấu lô tô, nếu ổng thua, ổng phải gả con gái của ổng cho con. Còn nếu cô thua, cô sẽ nhường đất đai của cô cho ổng, ok? Giờ đây con mau chạy qua nhanh, chạy qua bến La Làng lên, rằng ngày mai cô cháu ta bước qua nhà người. Dạ yeah. Lúc xưa bên quê nhà nối danh Sơn Hà, cô là trùm kêu lô tô, kêu rất hay nên nhiều số. Hằng đêm cô kêu số, một đêm kêu 500 số. Giờ kêu số ăn thua cùng nhau, cô quyết cho ông già một lần thua đau. Cho biết danh lô tô nhà ta có cô hài Lý Thiên Kiều. Ui, vậy là có phim hay để coi rồi. Dạ, kính thưa ban chủ, có chuyện rồi ban chủ ơi. Trời ơi, ban chủ đâu rồi, ban chủ? Chuyện gì? Có con bồ câu, nó đưa tình về, nó nói rằng. Nói gì? Có bà kia muốn qua đây đòi thách đấu. Đấu vật hả? Bà muốn cùng ông ra ngoài kia chơi lô tô nguyên đoàn. Mà nếu bà thua, bà sẽ nhường cho ông đất đai. Ồ, cái bà kia, bà ăn gan hùng nên quá liều. Bà liều lắm. Bà từ đâu dám kêu ta mà thách đố với ai biết? Chắc là điên hay thần kinh chứ ai đâu mà kỳ. Chắc bà rủ rề cái ông bà trầm này chơi lô tô. Bà này chịu chơi nhưng mà hơi không bình tâm, mắt dây thần kinh. Mày nói bà đây mai lại đây, tao tụng kinh tiễn dòng bà liền. Đòi hơn thua tao chịu luôn, bao người qua tới đây mời luôn, để coi ai thua ai thắng người nào may mắn. Hỏi các đệ tử có phải lô tô truyền kỳ đâu. Dạ hãy nghe lời ta, lập ngay cái sàn đấu. Khắp nơi quảng cáo sàn đấu lô tô, ai chơi thì mời vô, quý cô quý cậu. Ai không biết nhậu thì cứ chơi lô tô, chơi riết cái tai nó đô mà cái mặt còn bớt xấu. Rạng sáng ngày mai chúng ta sẽ thi đấu với một con gấu mà ta chưa có quen. Lóc cóc len keng, mau đi tìm tài trợ các kênh truyền hình, livestream YouTube để bàn chúng ta kiếm thêm một chút. Còn bây giờ thì truyền bãi châu. Dạ ban chủ lô tô, ông ba nói nhiều, dạng tê dạng tê. Ấy dạ, mấy cái đứa này làm riết giống phim Hồng Kông quá bậy. Nhưng mà anh ba thích nè, anh ba lì xì cho mỗi đứa một cái voucher ăn chè ba màu miễn phí, chè của Ú Bình Dương đó. Số gì đây, số gì đây, con số gì đây, số gì ra, số gì ra, con số gì ra, số gì đây, số gì đây, con số gì đây, số gì ra, số gì ra, con số gì ra. Cái trò lô tô ai muốn hơn ta cũng đều gục ngã thua ta hoài. Chưa chắc. Vì ta đây là ông ba nói danh giang hồ, đoàn lô tô nào cũng biết. Hay gớm.
xứng đáng khắp chốn là ông vua lô tô cỡ em hai đây. Ngoài đời anh không thèm ngó chảnh chó, nếu muốn ngó tới thì hãy thua anh đi hai, để anh ba tiễn dòng em đi về nhà. Trời ơi, em hai ơi bớt nắm anh ba nhờ, khỏi nhờ. Nếu thấy khắp hay thua ba đi hai, con khỉ. Em sao kêu ra số lô tô hay anh kêu giúp em nhà, để rồi về nhà em nhớ anh ba là con 23. 23 là con 23. Số gì đây, số gì đây, con số gì đây, số gì ra, số gì ra, con số gì ra, số gì đây, số gì đây, con số gì đây, số gì ra, số gì ra, con số gì ra. Ai dở nắp lu sao kê, ông ba ông văng ra ngoài. Ai dám giơ tay bầu mà dám nói là ông thánh lô tô. Tiếng kêu giống như con vịt mà ngỡ mình thánh thoát qua mi. Thư gì hát trăm hơi mà ngỡ mình đệ nhất danh ca cái đồ ảo tưởng. Quen này hết thời ông trùm lô tô, ông nay đã già. Giờ đây danh tiếng của chị hai đã vang khắp nơi ba miền, từ Hà Nội tới Tuốt Cà Mau, đâu đâu cũng nghe danh truyền khắp mọi miền đi với tên chị hai là con 42. 40 con hai rồi anh kêu tiếp đi anh ba. Ủa gì kỳ vậy, mới kêu có hai con số mà có người kinh rồi hay sao? Cái này là quỷ chơi lô tô chứ không phải người à. Trời ơi trời ơi, người ta lỡ đụng cái chuông đó ông nội ơi, làm hết hồn hết vía. Nghe cái bon tao tưởng luôn có người kinh tao thua rồi chứ. Bóng số kêu tiếp đi tụi bay ơi. Số gì đây, số gì đây, con số gì đây, số gì ra, số gì ra, con số gì ra, số gì đây, số gì đây, con số gì đây, số gì ra, số gì ra, con số gì ra. Nếu năm xưa hai đẹp tuyệt trần, mình quá đẹp thì đại gia lô tô đâu dám chê đời hai nào. Sao mà chê được, hay là ai mà hai cùng điên quá đi nào. Trời ơi, từ bên ấy sao hai đi về bên đây làm chi vậy mẹ. Tuy chưa quen biết hai nhưng mà bỗng dưng nhìn hai lòng ba thấy thương hại. Thương gì trời, chơi lô tô lỡ thua ba rồi tối nay thì hai về đâu với ai, với ai để tôi đồ khùng. Nếu hai buồn hai nhấc phone lên để ba tìm tới hai. Tìm chi ông nội, còn nếu không buồn thì hai đứng trên xuồng chi lắc 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 cho đời tươi. Là con 50, là con 50, giờ hai kêu đi hai ơi. Số gì đây, số gì đây, con số gì đây, số gì ra, số gì ra, con số gì ra, số gì đây, số gì đây, con số gì đây, số gì ra, số gì ra, con số gì ra. Ông già cùng đi. Ủa sao biết? Chờ ông kêu số, tôi muốn kêu văn phòng. Kêu văn phòng chi vậy? Dù còng đầu ông dắt đem qua lào nó xào thịt ông với gan con chuột. Món này lạ nè. Ông già tào lao. Người ta thằng gái lớn lên lấy chồng nên vui. Có gì đâu vui? Bài đặt chi thạch đô lô tô. Còn ông ế dài ông không có chiều là sao? Kể nó đi. Già mà bị điên mặt nết vô duyên. Ông cứ chướng hoài thì ông sẽ bị mặt bư. Là con 34, là con 34, cái mặt ông như cái lư. Bà nói cái mặt tôi như cái lư hả? Còn cái mặt của bà như cái mâm, cái mâm chè đó bà hiểu không? Bà la lối ông sầm nói tôi bị khùng. Thì khùng tôi nói khùng. Bà quậy tưng la làng nói tôi bị đi. Đúng mà. Bà cũng giống mấy đứa điên thôi, bà cũng giống mấy đứa đang khùng. Bà đang kêu số với mấy đứa tỉnh, bà tỉnh hay không hả bà điên? Dù tôi điên nhưng tôi hài rất có duyên, nghe chưa? Còn kêu số không ai vượt qua nổi tôi đâu nha. Lát nữa đây hai khóc nè. Sao khóc? Nếu bài hát đã hết hai đành phải thua thôi hai ơi. Khỉ. Đừng ngoan cô với anh và đừng hỏi nước biển sao lại xanh. Hai đừng buồn, nếu hai thua phải nên cười tươi. Là con 70, là con 70, con 70 đó hai ơi. Tới hai kêu kìa hai ơi. Ông già o đâm, sống đời con nít lâu năm. Ngó vô tưởng như trái cà, thế mà không chịu già. Thân người thì như con mâm, ông xấu nhất trong buôn làng. Cái tai cái chân dơ hay, người thì gầy ốm dơ mắt lương trắng dồ. Tao quá giật hả? Cha già kia bớt tào lao, để cuối đời không ai thèm thương. Cuộc đời già hẩm hiu, chết trong hoang tàn. Giờ đây lớn rồi nên làm gương.
xong sao mà con trao nó yêu thương đừng tào lao. Sống tốt hay bao đi ăn thốt nốt, là con 21, là con 21. Trời đất ơi, bà quất một bài hồ quảng, bà chửi tao tan nát bi đát như là cái thùng đựng rác luôn. Ây da, được rồi, ngộ sập bao thù qua, kêu số tiếp đi tụi bay à. Ngày xưa to bên quay kia có bà hai tính hơi bao tùng mà hai vẫn chưa theo chồng vì không ai thương. Sao biết không ai thương? Từ bên đó hai đi về à, hai về quê kiếm ngay ông chồng mà đúng. Khi hai thấy ba nói nhiều à, thì hai thương à. Đâu không nổi. Bây khi gặp ba hai thấy tim của hai đập tình tình, rồi hai đem bao nhiêu thương nhớ đem buồn thì hai mơ về bên ba. Có hả? Đẹp trai nhất chân à, đó là anh ba nói nhiều. Hai làm nhớ hiểu gặp ba, ba làm anh chồng thương hai, để hai hết ế ngàn lắm là con 25, là con 25. Hai ơi hai, nếu hai muốn hết ế thì hai phải về bên ba nghe không, để không thôi ế hoài đó. Phiền. Trăng sáng ơi cậu bông anh tắm trên sông, ghê ghê vậy trời. Nhớ cái ngày tắm mưa anh không mặc đồ. Ủa sao biết ta? Em thương anh từ cái thuở tô hồ ở trần tắm mưa, rồi em đưa cái lá tí tô cho anh che đầu. Ủa sao che cái đầu? Ai có đi đầm dơi xin ghé chơi. Tôi đầm dơi làm gì chứ? Nhà của ông ba bị khùng, quanh năm ổng chỉ đi xô hát hò lô tô, còn chuyện thế gian thì ổng ngu như con bò. Ê mất dạy nha. Cha chả lương xương ba quả là ngu như một con bò đó mà. Mà ổng còn dám xưng là thánh lô tô xàm, là con 68, là con 68. Ê hai lớn mà chơi chửi hả? Hai chửi tôi ngu như bò hả? Thì đúng mà. Trong lòng tôi bị tức vì người ta chơi chửi mình là người nhưng mang não bò hơi nặng hen. Lương sơn ba tuy cuộc đời nhiều cay đắng, lô tô suốt năm kêu hoài nhưng tiền xài không hết à nghe. Xạo xạo ai mà tin. Sao tôi không nhân từ ai, tại sao hai đây chửi mình còn kêu tôi ngu giống bò. Giống mà. Tôi nghi hai là một người học sinh dốt, tôi ngu giống heo lâu rồi hai lại cười thân tôi giống trâu. Có đâu. Hôm nay nếu không đưa hai về Vinh để đào cho lòng nhau những ân tình, bỏ rơi hai một mình đào buồn chết vì thương ba, xót thương cho đời hai chết bên tàu là con 56. 50 con 6 là con 56. Trời 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 trời, dám trù tôi chết ở bên tàu hả? Cái thằng cha mắc dịch này. Nè thằng cháu. Dạ con nghe cô. Cái nghề lô tô không phải là nghề của cô, cái nghề chính của cô là bắn chè. Cô hết bài hát kêu ra số rồi, giờ phải làm sao đây hả? Dạ cô yên tâm, còn đã có cách. Tên 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 tên, đây là quyển sách mới của nhà xuất bản Kim Vàng, 1000 bài hát kêu ra số lô tô, cô cầm chặt vô và yên tâm kêu tiếp. Trời ơi hay dữ vậy. Vậy là yên tâm kêu tiếp rồi hen. Nè cái bà chị mập, muốn ngừng kêu số để thua đó hả? Sao lâu quá mà không thấy số nào ra hết vậy? Muốn thua. Đâu có, đâu có. Chẳng qua nãy giờ tụi tôi ngừng đi uống tạch sữa thôi đó mà. Giờ kêu tiếp nè. Số gì đây, số gì đây, con số gì đây? Số gì ra, con số gì ra? Số gì đây, con số gì đây? Số gì ra, con số gì ra? Nhiều người bị ế lâu năm, thần kinh tê diễn, sống lâu để rồi bị điên. Làm người đừng nên tư kỳ, phải giao tiếp với mọi người. Đừng để con xong rồi làm khó gây phiền cái chuyện chồng con. Đợi người ai biết ra sao, lỡ mai ông chết con nó không chồng buồn lắm nghe ông. Ê chơi chủ chết là không vui đừng nha. Đừng làm một người cha lại luôn bắt bẻ con mình. Đừng để cho thiên hạ nói mình tào lao. Mai này ông phải ra đi về âm phủ, và rồi còn sân si thù nhau ít chi. Ông hãy bình tâm và ráng siêng năng mà đi chùa, cho cháu con nhà ông được nhiều công đức. Nếu sau này mà ông thấy cô đơn thì ông cũng biết đó là cái nghiệp mình gây ra. Đừng làm phiền con cháu, đừng nên khó quá trên đời. Mừng sống nên cho đời những điều thật hay, là con 57. Con 57, là con 57. Ủa sao kỳ vậy ta? Con gái nè. Dạ. Sao bà hai bà kêu lô tô mà cái văn nghe giống hệt của bà viết vậy con? Con đâu có biết đâu. Tôi nghi nghi có cái gì đó rò rỉ đâu đây nè.
Ồ, con cũng nghi như ba vậy đó. Anh ba ơi 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 ơi. Nãy giờ ngưng số cũng hơi lâu rồi nghe anh ba. Không may anh ba thua đi anh ba. Để tụi tôi qua rước dâu và rinh 500 triệu về luôn cho nó đẹp đội hình nha anh ba. Bậy nè, đâu có thua dễ vậy nè. Chẳng qua nãy giờ tôi ngưng lại là để tôi uống tà sữa đó thôi. Kêu số tiếp đi tụi bay. Số gì đây, số gì đây, con số gì đây. Số gì ra, con số gì ra. Số gì đây, con số gì đây. Số gì ra, con số gì ra. Ngoài kia nước mưa dâng cao, nước ngập lại lan dắt xe lội, trời mưa thấy thường. Đã bao năm trời mưa ngập dân nước xin hôi thui, thế nhưng anh vẫn lội xin giờ kiếm em. Với khi chất găng lì, khi cơn mưa vẫn tràn mọi nơi, anh vẫn đi tìm em đang nơi nào mà không bắt mai. Xe anh vừa đi tới ngay cái đoạn đường vằn, anh té lăn ra đường lọt nguyên cái đầu vô cong. Hỡi ơi, trong máu anh nguyên khúc sình là còn 69, còn 69 là còn 69. Kêu tiếp đi cái mà cô hai. Đôi khi mình thấy anh ba độc thân đáng thương. À đúng rồi đó, tôi khổ quá mà. Anh ba giờ đây lớn thật rồi mà người yêu không có, không người lo lắng. Nhìn anh héo queo giống như một trái dưa bị teo. Dưa mà bán ế để lâu là nó teo à. Nếu anh không chê, ngày mốt em đi qua nhà làm cơm, lật rau, làm vợ anh, hai ta cùng nhau sinh năm đứa con. Trời, năm đứa luôn hả? Ta đi khắp nơi xong về sanh con. Câu chuyện này thần thoại quá. Nếu anh thương em, nắm tay cùng bên nhau về nơi xa đó. Em chỉ nói chơi thôi anh ba đừng mơ. Cái gì trớn quá, cái mà mặt mặt kìa. Em chỉ nói chơi thôi anh ba đừng hàm. Là con 18, con 18, là con 18. Nắng xuân tươi, mừng cho đám cưới vui. Ai ai cũng mừng cũng vui. Còn chúc cho bà được cô hai ở xa, yêu thương chăm sóc tới già. Đám cưới còn thấy sao trong lòng nôn nao. Con gái gả xong cái ông soạn đồ theo tôi. Đám cưới của con mình chắc chắn sẽ từng bừng mà có em bé nữa vui thiệt nhiều. Cưới cho nhanh để ông ba ông đi, đi theo tiếng gọi trái tim. Cưới mau lên để cô hai cô đi, đi theo ông ba tới già. Đám cưới sẽ từng mừng, khắp chốn sẽ vui mừng. Mừng đám cưới thần đông. Đám cưới sẽ từng mừng, khắp chốn sẽ vui mừng. Mừng đám cưới thật vui. Mừng đám cưới thật vui. Tôi sẽ mừng nếu bà mập, bà đừng có cưới tôi. Xuân đã về nhưng uống nào có hay, Tết năm nay biết lấy đâu ra tiền. Về quê thăm gia đình, ăn Tết cùng bà má. Cũng bởi do con Covid kia nó hại, thôi xuân này con xin ba má đừng trông con. Về quê ôi quá là xa, là con 23. Ông táo mây về trời xa, cho con ở đây một mình kêu la. Bữa nay ngày 23, nè nè men mấy chị ơi, đi đâu mà vội mà vàng, dừng chân ghé lại quán chè của em. Mua chè rồi nước về cũng đưa ông táo về trời đi bà con cô bác ơi. Mẹ vô mẹ vô. Em bây giờ còn phải lo bằng chè, bà con cô bác ghé đông đông ủng hộ em nha. Rồi ngày 30 cùng dắt nhau về, ăn Tết miệt vườn vui lắm ạ nghe. Cầu mong cô bác thiệt thương, chè em nói danh khắp miền cô Bình Dương đây. Dù cho khó khăn nhọc nhằn em cũng cười thiệt tươi. Em phải cười thiệt tươi để còn bán chè mau lẹ, rồi còn về quê ăn Tết nữa, đúng không em mấy chị ơi? Xuân ghé là dừng chân nơi quán em, dùng với em mâm chè. Nơi đây có bánh canh ngon với nhiều chè ngon,
mời bà con ghé em ăn nè. Trong tiếng nhạc rền vang xuân đã sang, mời chú anh cô dì vô đây em bán cho anh chén chè đậu xanh. Chè ba ba chuối chưng thơm lừng, mời anh ăn chớ nên chối từ. Là con 24, con 24 là ngày 21. Anh ghé lại em cú giùm em, hút giùm em, vớt giùm em 50 ly chè đi anh ơi. Ý khách nói anh ủng hộ giùm em mâm chè nha. Trời, ăn gì mâm dữ vậy? Chứ sao? Hai mâm. Hả? Có liền. Nè em, cô bán chè ngon. Dạ. Chè em có ngon giống em không? Sao không? Nếu nó ngon cũng như em, khoái khoái, thì anh sẽ ăn ủng hộ. Chè nước miếng, chè nước miếng. Người gì đâu, duyên quá là duyên. Thiệt không? Làm cho sao xuyến lòng. Anh không muốn rời xa thương nhớ ngàn năm. Quỷ à. Là con 25, bữa nay ngày 25, sao em còn đứng nhìn xa xăm. Bán cho anh 25 mâm chè. Trời, ăn dữ vậy. Thôi, gom hết luôn. Ok, chốt đơn. Kìa kìa em ơi, mùa xuân đang tới. Thôi hãy nhanh nhanh lên đường đón xe về quê. Đón xuân vui cùng ba má, chớ nên lo buồn. Dù năm nay không được như xưa, nhưng chớ nên buồn lo. Có đôi bàn tay ta xây dựng cùng nhau. Là con 26, bữa nay ngày 26, em phải làm sao, làm sao, làm sao đây? Làm sao gì nữa, lo bán lẻ rồi cùng về quê ăn Tết đây nè. Nghe nói trên thành phố đang có dịch tràn lan, không biết con ú thế nào, tôi thấy lo quá trời. Xuân đến thiệt là nhanh, con nhỏ còn băng bánh canh, không biết dịch này có ai ăn ủng hộ nó không nữa. Ôi chứ đừng lo lắng, tụi chuẩn bị rồi đây, để cho tụi nhỏ nó về vui đón xuân với mình. Đây mất ngọt miền quê, đây thiệt nhiều trái cây. Là con 27, bữa nay ngày 27 rồi mà sao chưa thấy con ú nó về ta. Ây da, giờ này mà còn chè quá trời về, biết chừng nào bán hết để còn về quê ăn Tết nữa. Không biết nhà mình chuẩn bị Tết tới đâu rồi ta. Nếu con không về xin đừng buồn con ba má ơi. Bấy lâu mong chờ tóc xanh phai mờ, ngờ đầu xuân đến hồng hay. Giáng xuân rơi rụng bên thềm nhà ai nghe xuyến sao. Má ba khỏe mạnh xuân này dù xa con cũng cam. Là con 28, là con 28, 28 Tết rồi đó nghe bà con ơi. Muốn ăn chè xin mời ghé quán Cú Bình Dương nổi tiếng dễ thương. Họ ơi, mùa xuân xin chúc cho nhau năm mới an lành, đón xuân mà phơi phới phước vô đầy nhà. Vô ăn chén chè ai ai cũng giàu ơi họ, muôn nhà cuộc đời đẹp xinh. Là con 29, là ngày 29, sắm gì đây, mua gì đây, chuẩn bị dọn dẹp nhà cửa cùng đón Tết đi bà con ơi. Nắng xuân dậy gọi, lúa đồng reo vang, hãy mau mau trở về quê mẹ, ta cùng nhau đón Tết quê hương. Dắt nhau đi trên đường quen thuộc, bao niềm vui phơi phới trong tim. Anh làm em nôn nao quá hà. Sắc hoa nở rộ, đón mừng xuân sang. Nhánh hoa mai hoa đào tươi thắm, trên đường quê ai cũng say mê. Trái cây tươi cây nào cũng bự, anh nhìn xem nó quá là tươi. Là con 30, bữa nay là ngày 30 Tết, anh ơi tranh thủ dọn lẹ để cùng về quê đón giao thừa ăn Tết với ba má nữa nè. Rồi, nghe đón giao thừa với ba má anh nôn quá. Thôi dẹp đi, dục luôn đi, qua Tết tôi sắm cho cái mới. Dạ. Khoan, gì cha nội? Bộ tính đặc thiệt hả? Dịch đâu có mà ăn gì ra tiền đâu, tiền đâu sắm cái mới. Giỡn thôi. Trời ơi, vậy anh tưởng em đập làm hết hồn à? Đâu có ngu. Thôi gom gọn gọn bỏ qua bên đi, nhanh nhanh đi để trễ xe giờ. Ok baby. Ba má nhớ thương quê nhà từng đêm, nay về quê đón
xuân thái hòa bên gia đình, nhớ mong bao ngày qua. Ú ơi Ú à, má đây mái nhà thân thương, có cha mẹ hiền bên đàn em thơ đón xuân với bao niềm vui. Xa nhà lòng ai không nhớ quê, nhớ mùi bánh chưng mứt dưa miền quê, ân tình đậm sâu biết bao dù ở nơi chốn xa đô thành. Nay con về đón xuân đoàn viên, ôi phút giây sum vầy đông đầy tình thâm. Là con 25, ý lộn, hôm nay 30 rồi. Con dẫn bạn trai về ra mắt ba má nè. Xuân về tới tấn, con gái mình rất có chồng. Trời ơi vui quá, con cả nhà mình cùng chuẩn bị đón tết. Rồi, chuẩn bị sửa soạn đàng hoàng sạch sẽ, rồi đóng lễ ăn tết nha. Ôi tết quê hương chứa chan biết bao ân tình, có cây mai vàng ngày tết về chỗ bông vàng tươi, dưới sân có ba đàn chùi bộ lư đồng sáng tươi thiệt tươi. Mẹ ngồi ăn cần nấu nồi thịt kho với mâm cơm đầy, rồi dâng lên cúng gia tiên, có canh khổ qua thơm lừng, rồi dư hành củ kiệu tôm khô. Quê hương chứa chan ân tình, hương vị quê nhà thấm trong lòng ta. Còn đây mâm ngũ quả anh ơi, trái cây miết vương tươi ngon, đây xoài cầu dừa đủ sung, ôi trái cây miết vương bao la xum xuê mà tươi tốt. Con ở số 1 là ngày mùng 1, u kính chúc cho bà con quê mình ngày đầu năm mới vạn sự như ý, xuân tươi đẹp muôn người rộn ràng như hội, bước chân cũng nghe sao dội, thỏ lòng bao ngày mong đợi, thương về quê nhà xa vời, nay về ở bên gia đình cùng vui xuân thắm tình quê mình. Vui đón xuân không còn bao ngày xa quê, gia đình vui vẻ bên nhau hát ca từng bừng đón xuân, mong rằng chuyện buồn sẽ qua, gió xuân xó mờ khổ đau chúc nhau tươi đẹp. Xin nguyện tình duyên chúng mình sắc son sẽ không phai nhạt, ơi bạn ngày mai pháo hồng nổ vang, tình chúng ta sẽ không hề phôi phai. Là ngày mùng 2, ủ kính chúc bà con cô bác may mắn phát tài. Từ nơi xa ghé vô nơi này chơi lắc cua bầu, bầu hay cua cá nai tôm gà em xin mời. Nào bà con cứ chơi đi mà đừng lo gì, trò chơi sẽ mang đến ta niềm vui. Đặt lẹ bà con ơi, chờ con cua nó ra con bầu, ôi đau đau. Bầu vô chia để cho bây giờ tôi u sao. Xui thôi, còn con nai nó ra hai vòng mà cứ ra hoài, u là trời. Tìm đâu để chơi tiếp đây bà con ơi. Ráng chịu, khổ thiệt á chứ. Dòng này chơi tiếp con cá. Đúng rồi. Rồi thì con cá sẽ có con cá ra hai kìa, hên quá tôi ăn chung tiền đi. Tiền nhiều chơi lớn đi bác, vừa rồi mới thắng con cá, chơi ít sao ăn nhiều, thôi có bao nhiêu màu đặt đi. Đặt lẹ đi bác ơi. Tôi đặt tới con tôm. Đúng rồi. Tôm này nhảy nhanh nhanh, ôi ra tiếp con bầu đáng ghét hả? Nhưng có con tôm kìa thiệt là vui, tôi thắng luôn hai vòng. Trời đất ơi, mau móc ra nhanh nhanh chút tiền mà chung đi. Tớ tớ, nếu chung chậm là tôi giận đó nha. Nếu biết trước có con cá đó sẽ không bao giờ chơi. Ủa, alo. Nếu chơi mà hết tiền thì sẽ không bị ghiền. Rồi con cua ra cùng hai, quá vui luôn mau móc tiền ra nhanh. Chớ lanh quanh con bầu vào nồi canh, bỏ thêm cọng hành vô nha, là con số 3. Bữa nay là ngày mùng 3, ai không chơi xin mời xích ra. Muôn hoa khoe sắc xinh tươi, chào mừng xuân sang xa xa chân trời, chim én chào xuân đang về.
Kìa mùa xuân thắm tươi chan hòa, lời yêu thương gửi trao muôn ngàn câu chúc năm mới. Gia đình an khang phải không? Là con số bốn, là ngày mùng bốn. Mùng bốn tại sao phải trông lì xì cho ú đi anh, một tờ cho thiệt tươi xanh. Bên hiên nhà chiều nay anh nhớ thương ai, kỳ đó đây xa gần mùi mứt dưa thơm lừng anh sao đồng lòng không. Anh ơi thương em rồi thì mau thưa má thưa ba, đừng để em phải chờ mà tuổi xuân hao mòn em sẽ hận đàn ông em. Ở dây băng chè ngàn năm, là ngày mùng năm, là con số năm, ngập tràn hạnh phúc quanh năm. Anh thưa bà má là mình hạnh phúc trăm năm chứ quanh năm gì. Nhớ đó nha. Xuân này mình hát câu chung tình, chờ nhau đám cưới anh qua rước nàng về dinh. Cùng nhau cầu chúc an lành, đôi lứa hẹn thề thương mãi ngàn năm. Dù cho sông núi chia hai thì ta cũng không bao giờ, không bao giờ xa nhau. Là con số sau, là ngày mùng sau, nguyện thề trên có trời cao, một đời ta mãi bên nhau. Xuân sang xin chúc ngàn câu đẹp tươi ơi người ơi, tương lai từng bừng sáng lạng ơi người ơi. Tình xuân chứa chan trong lòng, bao muộn phiền sẽ qua. Ngàn câu chúc nhau an lành, mong người người ấm no. Tình yêu sẽ luôn đồng đầy, đôi mình cùng đắp xây. Là con số 7, là ngày mùng 7, mùng 7 thì vui hết sảy. Cờ kia con số gì ra, có ai chờ chứ bà con ơi. Xuân sang xin chúc cho nhau, người người yên vui, bao nhiêu muôn phiền tan biến, niềm vui tràn đầy. Nào cùng nhau đón xuân thay qua, một mùa xuân thắm tươi, trăm điều may mắn sẽ đến tài lộc an khang. Xuân nay xuân của quê hương, lòng người hân hoan mong sao quê mình đổi mới càng thêm đẹp giàu. Từ thành đô đến thôn xóm làng, nhà nhà vui hát ca, từng bừng năm mới chào đón. Xuân đẹp miền Nam là con số 8, là ngày mùng 8. Cờ kêu con số gì đây, cờ kêu con số gì đây. Cây hốt bạc. Chào mùa xuân sang, bao trẻ thơ cùng khoe áo mới. Nắng xuân tươi tình xuân thái hòa, người người vui đón xuân xuân dậy. Lắng tai nghe bao giai điệu, tưng bừng mùa xuân cánh hoa tươi màu, hoa trong nắng ấm. Người người vui đi hái lộc đầu năm, nguyện cầu năm mới bao ước mơ gặp nhiều may mắn. Sống yên vui làm ăn phát tài, mình cùng nhau đắp xây cuộc đời. Mùa xuân sang có ta bên mình, là con số chín, là ngày mùng chín. Cầu cho non nước đẹp xinh, bà con ai cũng đẹp xinh. Bước sang năm mới kính chúc cho bà con cô bác sức khỏe dồi dào, vàng vô ào ào, chị em phụ nữ xinh đẹp hồng hào như hoa anh đào. Dạ chúc mừng năm mới. Xuân về lòng hân hoan, nghe trống lân rộn ràng khắp nơi. Cầu cho má ba luôn vui lòng, vui tuổi già sống đời cùng con cháu. Tài lộc về khắp nơi, cho trẻ thơ học hành chăm ngoan. Đôi lời chúc cho bà con, năm mới huy hoàng, gia đình ấm no giàu sang. Xin cầu cho quê hương năm mới khang trang, ai cũng luôn tươi cười, cuộc đời đẹp xinh, bán buôn thành công. Cầu chúc bà con
Năm mới về làm ăn phát tài xuân thái hòa lòng luôn mỉm cười. Là con số 10, là con số 10. Mùng 10 hết Tết rồi, giờ em lo bán chè. Hẹn Tết năm sau ta lại gặp nhau. Lời chúc yêu thương trên mọi miền quê hương. Chúc Tết sum vầy, họ hàng đông vui. Chúc Tết phát tài, chúc Tết bình an. Chúc Tết phát tài, chúc Tết bình an. Chúc Tết phát tài, chúc Tết bình an. Lô tô mày vô, quý chị quý cô quý anh mà quý cha. Mở bên đàn kiểu số lô tô, mời anh mày vô mua số đi nào. Lô tô đây, lô tô đây, số gì đây, số gì đây, hãy tập trung chớ tập riêng em kiểu số đầu. Tập trung cho số đi nha. Nhắc lại còn buồn, nhớ lại càng buồn vì người đi luôn. Sao anh ở xa em, để em cô đơn buồn bã. Em khóc ngày đêm. Em trái lời mẹ em, bỏ nhà rồi trốn theo anh. Để người đời cười chê, gái đàng hoàng mà mê, trai quá nghèo. Con trai mà quá bèo. Ngày mà anh sang Lào, sang Lào, sang Lào, gặp em đâu dám chào. Em không dám chào, vì đời anh chẳng giàu. Nhưng mà vợ anh đã đẻ năm con. Ba đẻ không ngăn. Đừng nói nữa, em không thích theo anh bán dép Lào. Là còn 26, là còn 26. Rồi cờ ra con mây. Con số gì đây, số gì đây, số gì đây. Nhiều khi em tức 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 em nuôi đề số ruột là 13. Số xuôi 13. Nhưng sao chiều số trong lô toàn chỉ thấy 53. Xuôi quá bà ơi. Cái thân em nghèo, chọn số nuôi nay nghèo thêm. Số nghèo bên dân. Chào xuân năm mới, em chơi bài cũng toàn bị thua. Số không ở đường hơn. Không ai làm cái, em vô làm em lỗ banh thay. Em lỗ bé thua. Tết xong em còn, còn đúng cái nết là còn nguyên. Là còn 30 nguyên, là còn 30 nguyên. Rồi cởi ra con mây. Con số gì đây, số gì đây, số gì đây. Đêm nay mình chia tay, vui chi mà ngồi lai rai. Anh ơi 1,2 triệu, khi xưa còn thiếu em anh đừng quên. Đừng quên anh ơi, anh, à, à. Tình đã lỡ nếu không thương hãy chia tay đôi đường. Đừng thắc mắc bởi do đâu trái tim em u sầu. Nếu lúc đó anh chẳng hẹn, bây giờ em đâu nghe đớn đau. Vì tình anh lừa dối, lừa xong rồi em tan nát thôi. Giờ phút cuối tiếng giông anh để anh đi theo bồ. Ngày mới đến để em đi sắm ngay năm bộ đồ. Em tới đoàn kiểu lô tô, kiếm trai quên anh liền tay. Là con số 2, là con số 2. Rồi cờ ra con mây. Con số gì đây, số gì đây, số gì đây. Sao cứ ăn chơi mà nhậu hoài, không lo cơm nước để em mà nói hoài. Nếu như vậy thế gian chê cười, người ta nói anh vô lời. Anh là đàn ông thì phải phụ em. Đúng. Lo lao nhà nấu cơm mà giặt đồ. Sáng sáng đưa con tới nơi đi học, rồi anh mua thức ăn nấu cơm cho vợ hiền. Em nhìn ra nhà, em lo tướng lo xe, nên nhà một mình anh phải lo toàn. Đúng vậy. Chớ có đi theo chúng sinh chơi bời rồi hư. Rượu rót bia đồng gái bù hại người. Nhớ nha chàng ơi. Anh ơi nhớ nhé, yêu em phải lo việc nhà. Thôi chơi rồi em đi đó nhà. Là con 33, là 30 con 3. Rồi cờ ra con mây. Con số gì đây, số gì đây, số gì đây. Em
em là cô gái trên miền cao. Còn em làm gì? Còn anh là dân gành hào. Anh không có giàu. Sinh ra em đã nghèo rồi, anh cũng đâu giàu. Đôi nguyên ương sơ sát, thấy nhau bỗng như tâm đầu. Nghèo mà mình vui thực khoái. Tuy rằng lương anh hơi bèo nhèo, em không chê anh là nghèo, em chẳng mê tiền. Đôi ta luôn hạnh phúc, dù nghèo mà sướng như tiên. Nhưng anh ơi giống tố nắng về. Cha mẹ em đôi gá em cho thằng cha tốt tướng đại gia mập lâu. Em mừng ngày chưa biết sao gia đình còn nợ đang trốn trốn trốn. Là con 34, là con 34, rồi cơ ra con mây. Con số gì đây, số gì đây, số gì đây. Ngày xưa chưa là bóng, anh chưa là bóng, thì anh cũng như bao người, cũng như bao người. Cứ xách cái đất đi hoài, đi hoài, đi hoài. Của gái, của trai, của tầm lâm. Giới tính là ghê. Rồi một chàng đã đến, mệt lắm đó. Làm hồn anh sao xuyên, đại miệng. Từ đây bóng dưng anh ngộ ra nà, nà, nà. Anh chỉ thân con trai, đừng ai bắt anh làm trai. Đời này anh đã biết tình yêu với anh chỉ là con trai, là con 22, là con 22. Rồi ra con mây, con số gì đây, số gì đây, số gì đây. Anh đừng nói du dơ, em là đứa ngây thơ. Khi anh nói em là nỗi nhớ, em đã tin dài khờ. Rồi giờ đây em đã mang cái bụng bầu, anh đã theo con mập tiểu tam mà sang sông. Uổng phí công đã nuôi anh giờ đủ cánh đủ lông. Nhớ anh nói lúc mới quen biết đó, chỉ yêu một mình em. Tới khi ngày em có bầu, anh tránh xa trò chơi lúc đầu. Rồi anh theo con lồ kia, bởi tình anh con nó đành không cha. Sợ khanh nói anh mãi là vô tâm. Là con 55, là con 55, rồi cờ ra con mây. Con số gì đây, số gì đây, số gì đây. Ngày xưa em bán hoa anh đào ở bên Lào, rồi em đi bán dây tơ hồng bên Vĩnh Long. Ngược xuôi em bán luôn khoai mì ở Hoa Kỳ, rồi em bán luôn chuối chiên bên Triều Tiên. Rồi em đi bán canh su hào ở bên Tàu. Ngày em giao sứa tươi khô gà trên núi Bà. Còn khi đêm đến em giao hàng cho anh chàng đẹp trai rất hay thích ăn mì tôm. Ngày ngày em vẫn đi bán, một đời em đã đi bán, đâu biết tương lai cho ngày mai. Còn nghèo nên phải đi bán, em bán khô ông già. Anh có đi qua mùa giùm em. Ngày xưa em bán soi không đường bên góc đường, sao ăn chứ gì. Rồi em muốn bán luôn cao trầu bên suối sâu. Không có lâu. Về Bình Dương mở luôn tiệm chè cô ú mập, mời anh ghé thăm để ăn chè mầm. Là con số 5, là con số 5, rồi cờ ra con mây. Con số gì đây, số gì đây, số gì đây. Anh cũng nghèo mà em cũng nghèo, hai đứa nghèo. Anh thì cưới xong không biết lo làm gì cho mà. Phải lắp chơi game còn đồ bánh xuyên ngày đêm, khiến em luôn âu lo khi đã biết anh thiếu tiền. Em ráng làm còn anh đánh bài, bài. Chơi đời đá banh, chơi điếc cây nợ. Em phải chia tay vì nhìn anh không tương lai. Tránh xa em ra ngay để em thoát đời vô minh. Là con số 9, là con số 9, rồi cờ ra con mây. Con số gì đây, số gì đây, số gì đây. Cách chi con đò vừa sang sông, cách chia sao bầu còn trống mong. Mơ làm gì đã xa rồi, đừng nhớ nữa bầu ơi. Nhớ lúc thương chàng, em đâu ngờ tình duyên lỡ là. Tình duyên lỡ là. Ngày xưa
mộng mơ anh đã viết bao bài thơ, rồi tình trái ngang vì anh tham những sang giàu, bỏ em một mình chiều vẫn buông em khóc quạnh hiên. Nếu đã thương người sao anh còn lặng thinh dối dối sống anh lừa, giờ anh bên người ta em đau đớn xót thương tình xa. Mùa tình đã qua thuyền ơi sao nỡ xa bờ, trái tim dại khờ tin những lời gió trắng muôn màu. Là con năm mươi sáu, là con năm mươi sáu rồi cờ ra con mây, con số gì đây, số gì đây, số gì đây. Cùng dắt hai bà điên đi bơi, nhìn mặt hồ nước hai bà điên chơi dơi. Rồi thằng khùng hỏi hai bà điên bơi không, lòng vòng hoài khiến tao bị điên tao đập bà. Có những đứa khùng nó nói nó không có khùng, không có khùng, nó nói không khùng mà sao thấy nó điên điên, điên ăn nói vô duyên, con gái con lứa vô duyên, đắp hơi ba lần nói cười giống như điên rầu. Mai này em rồi cũng lớn thôi mà, không còn như ngày con đít la cà, không đùa dai, không ăn nói vô duyên, con gái vô duyên, không khùng điên khi em lớn lên em sẽ có chồng. Hey, hey. Anh chồng sẽ đến cưới em tức thì, nếu em bớt lì nết na vô mì, bớt lì không còn bị ê, nếu em lớn lên bớt khùng, bớt khùng, nếu không bớt khùng móc mèo nó theo tới già. Một thằng khùng dắt hai bà điên đi bơi, nhìn mặt hồ nước hai bà điên chơi dơi. Rồi thằng khùng hỏi hai bà điên bơi không, lòng vòng quay rửa chân rồi mau lên bờ nằm. Là con 35, là con 35 rước cờ ra con mây, con số gì đây, số gì đây, số gì đây. Khi sinh ra em đã biết lắc bầu cua, 4 tuổi thôi em đã biết chơi bài cào, lên 8 tuổi em biết binh sập xám, chơi cách tê chơi tiếng lên phà phà, mọi người thương nên là thường gọi em thần bài má cao chính là em đó. Chơi bi da chơi xì dách cá đồ banh, ngầu quay con cá ngựa rất phi vòng vòng. Chơi tới lớn thấy sao em nghèo quá, nên chuyến qua em thích ăn trộm đồ nhà. Rồi một hôm công an phường điều tra, thần bài má cao công an đang tìm hố. Là con 21, là con 21 rước cờ ra con mây, con số gì đây, số gì đây, số gì đây. Vô duyên là em vẫn chưa có bồ, vẫn chưa có bồ. Từng đêm em khấn, em đốt nhang thơm, nhang mũi thơm kề. Thần tình yêu ơi, hãy cho con một người yêu đẹp trai sáu múi cao 1m82. Là con 28, là con 28. Cửa ra con mây, con số gì đây, số gì đây, số gì đây. Tình cờ gặp nhau, hẹn hò ngày sau, mình về Cà Mau. Cưới xong ta bào ra ba đứa. Ngày lên xe cưới, anh cười khen em dễ thương. Dễ thương, dễ thương. Cuộc sống vô thường, đôi ta mãi thương. Ngỡ đâu duyên trời ai ngờ ta dễ. Duyên trời giờ đây đã ra đôi. Một người lưu manh đang vui, anh làm em mất vui. Phi công anh học từ đâu ra? Anh theo lái một máy bay tuổi lớn như bà già. Giờ chắc chắn phải chia tay, máy bay kia đang chờ. Bà đó thấy thích anh nên sẽ lo hơn em nhiều. Đã đến lúc ta nói chuyện gì? Em mùng mền chia đôi ta ngủ riêng, không ngủ chung. Tòa em đưa đơn là hơn.
kê say goodbye. Bye bye. Đừng lấy cớ chỉ mua vui chỉ chơi qua bên đường. Đồ xảo trá hứa yêu xong dắt mong theo cô già. Mai tới tòa mùa đơn diễn xong chia tay từ đây. Là con 57, là con 57.